Baby bus. Ôi không, ngã xuống nước mất rồi. Nhanh kia, Khi Khi. Có thứ nồng nặc đáng yêu. À, nồng nặc đi đâu hết rồi? Chú nồng nặc đâu rồi? Cùng kiểm tra nào. Thế giới này thật tuyệt. Hãy tiếp tục học nào. Máy tính bạc thông minh. Kích hoạt. Bụng tròn, miệng to, chân sâu khỏe, chân trước ngắn. Ếch trải qua một lần biến đổi hình dạng hoàn toàn. Nòng nọc chính là ếch lúc nhỏ. Khi lớn lên, chúng sẽ trở thành ếch. À, nòng nọc đã trở thành một chú ếch rồi. Bà nói đúng. Nòng nọc chính là ếch lúc nhỏ. Khi trở thành ếch, nòng nọc sẽ mọc hai chân sau trước, rồi mới mọc hai chân trước. Sau đó, đuôi sẽ bắt đầu biến mất. Rồi cuối, nòng nọc trở thành một chú ếch. Ếch có thể kêu như thế này. Ộp, 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 ộp. Không đúng. Chuyện gì vậy? Ếch kêu mà không cần mở miệng. Để mình thử nào. Mình không thể làm được. Các bạn nhỏ, các bạn có biết chú ếch phát ra âm thanh bằng cách nào không? A. Sử dụng máy ghi âm. B. Sử dụng túi thanh âm trong miệng. C. Đập chân vào nước. Đúng rồi, bạn đúng rồi. Ếch có một túi thanh âm giống như một quả bóng bay trong miệng. Ếch bơm không một túi thanh âm, làm túi rung và phát ra âm thanh lớn. Ồ, mình thấy rồi, chú ếch phóng miệng lên để hát. Ếch quả là những ca sĩ thần kỳ. Ếch còn là một chuyên gia bắt côn trùng nữa. Wow! Cùng kiểm tra nào. Được gì về loài ếch nào? Ồ, khi lớn lên, nòng nọc thành ếch. Ếch có thể phát ra âm thanh mà không cần mở miệng. Ếch sử dụng lưỡi để bắt côn trùng. Bạn nói đúng. Liệu nó sẽ nhận được huy chương gì đây? Huy chương chúa tể bầu trời. Huy chương bậc thầy ngụy. Huy chương bậc thầy biến hình. Huy chương bậc thầy biến hình. Bé nòng nọc nhỏ tròn đã trở thành chú ếch có bốn chân. Huy chương bậc thầy biến hình thuộc về ếch. Làm tốt lắm, hãy luyện tập một chút. Chú ếch đang trốn trong chiếc hộp nào? Ếch. Hãy hoàn thành bức tranh ghép hình động vật này. Ếch.
Nồng nọc. Ếch. Lá sen. Khi lớn lên, nồng nọc trở thành ếch.